Xin chào mừng các anh chị đến với chuỗi đầu tư giá trị từ A đến Z của AZFIN Việt Nam Sở dĩ có chuỗi này thì AZFIN Việt Nam mong muốn mang lại những cái kiến thức thực chất về giá trị Và mang tính chất gọi là đầy đủ bài bản đến với các anh chị quan tâm Cũng như là mong muốn xây dựng được những cái nguồn thu nhập thụ động cao và bền vững trong tương lai từ kênh đầu tư cổ phiếu thì ở trong nội dung phần thứ 22 này thì AZFIN Việt Nam muốn giới thiệu đến quý các anh chị đó là sự thật đáng sợ phía sau cái lời khuyên của các chuyên gia và phần này là phần thứ hai bởi lẽ các chuyên gia đưa ra các lời khuyên không hẳn tất cả đều hữu ích thậm chí đa phần là những cạm bẫy ẩn sâu phía trong đó và hôm nay là một lời khuyên như vậy cổ phiếu có lái mới lên được phải chăng là anh chị nghe cái câu này khá là quen thuộc ở trên thị trường đúng không ạ và bản thân chúng tôi là những người làm nghề lâu năm trên thị trường chứng khoán cũng thường xuyên nghe được những câu này thậm chí từ những người rất nhiều kinh nghiệm từ những người có vị trí rất cao ở các công ty chứng khoán họ cho rằng cổ phiếu có lái mới lên được còn nếu không có lái như gái không có chồng chẳng hạn ví dụ như thế thì vì sao lại xuất phát có những cái câu chuyện như thế đúng không ạ thì họ thường viện dẫn rằng không có lái thì ai đánh cổ phiếu lên làm sao cổ phiếu tăng được dù kết quả có tốt đến mấy đi chẳng nữa rồi có lái thì cổ phiếu mới tăng nhanh được mới không bị trôn vốn vào cái là vào điểm ăn luôn vào điểm bùng nổ luôn vào chân sóng luôn và có lái thì mới có thể ăn bằng lần ăn nhiều lần và mới có thể giàu có được Đúng không? Thì đấy là những cái lời khuyên Mà rất nhiều các cái chuyên gia họ đưa ra Cổ phiếu có lái Mới lên được Vậy thì sự thật thì sao Sự thật là cổ phiếu có lái Đa phần là những doanh nghiệp lở Nếu không muốn nói là tất cả 100% Vì sao lại vậy Vì chỉ có những doanh nghiệp lởm Họ mới muốn Lừa lọc các cổ đông mà thôi Họ mới đánh lên cổ phiếu Họ mới lái cổ phiếu mà thôi Thứ hai Sở dĩ lái làm được các cổ phiếu ấy Đó là họ phải kết hợp với lãnh đạo của các doanh nghiệp đó Để vừa đánh cổ phiếu lên Vừa kết hợp bơm thông tin ra bên ngoài cho nhà đầu tư Thì những lãnh đạo như thế là những lãnh đạo vô cùng kém đạo đức Và sớm muộn gì Thì nó cũng không già gì Rồi hơn nữa Những cái lãnh đạo quan tâm đến Lái cổ phiếu Quan tâm đến hợp tác với đội lái Thì thử hỏi với các anh chị Họ có thời gian để chú ý đến kinh doanh không Bởi vì bản chất để kinh doanh Là vô cùng khó khăn và vất vả Chứ không hề đơn giản một chút nào Át hẳn các anh chị ở đây Cũng nhiều anh chị Mở những cái kinh doanh riêng Rồi nhiều anh chị cũng có Là lãnh đạo của các doanh nghiệp hàng trăm hàng nghìn nhân sự Nhưng các anh chị có thể thấy rằng Để mà kiếm tiền được một năm Trước tiên mở mắt ra là mất một đống tiền trả tiền thuê văn phòng thuê nhà khấu hao máy mắt móc điện nước rồi trả lương cho anh em rồi muốn một năm có lãi ra 1 tỷ, 2 tỷ, 5 tỷ, 10 tỷ, 20 tỷ, 30 tỷ, tỷ Là vô cùng chật vật và khó khăn Nhưng họ lái cổ phiếu có khi họ lừa được 5, 70 tỷ Nếu cho lọt Rất nhanh, rất đơn giản và không mất nhiều công sức Nếu họ tập trung vào cái đó rồi Thì còn đâu Tư tưởng tập trung vào kinh doanh nữa Thì cổ phiếu có không lởm Thì cũng biến thành cổ phiếu rác, Cổ phiếu lởm Xin thưa anh chị trước đây Ở Việt Nam Có một cái doanh nghiệp Liên quan đến bình inox Bình nước inox Rất nổi tiếng đi đầu thị trường Lúc đầu họ chiếm lĩnh gần như toàn bộ thị trường Kiếm được rất tốt Kết quả kinh doanh doanh nghiệp hiệu quả Nhưng sau này vì cái việc Ham hố thấy lái cổ phiếu ngon quá họ bỏ gần như bỏ bẵng luôn kinh doanh và nhảy vào lao và lái cổ phiếu và cổ phiếu đó đến bây giờ đã mất tâm mất tích rồi cái doanh nghiệp đáng tự hào đó giờ đã trở thành những cái hồn ma không có không có thân xác rồi. đó đấy là chia sẻ cùng anh chị và rõ ràng các cổ phiếu có lái anh chị có thể thấy nó đều có hình cây thông ở đây tức là sao tức là nó lên dựng đứng rồi nó cũng sập dựng đứng mà thôi và kết cục là nhà đầu tư ra đi hết đấy là sự thật về cổ phiếu có lái đấy và cổ phiếu có lái thì nó không khác nào miếng format trong bẫy chuột cả anh chị ạ và vì sao cổ phiếu có lái vẫn tồn tại anh chị thử hỏi xem vì sao bán hàng đa cấp vẫn phát triển tốt vì sao các hình thức lừa đảo lãi cao vẫn tồn tại được thậm chí lừa được hàng trăm hàng ngàn và hàng chục ngàn tỷ đồng đó là họ đánh vào lòng tham để nhà đầu tư ảo tưởng rằng họ có thể vào họ xúc được ngay họ có thể vào nhân đôi nhân ba nhân mười lần tài khoản của mình nhờ các cổ phiếu có lãi đó và khi cái lòng tham nó trỗi dậy thì rõ ràng là cái lý trí nó bị lu mờ và nhà đầu tư mất cảnh giác rồi từ từ dần dần rơi vào cái bẫy lãi cổ phiếu và cuối cùng nhà đầu tư chính là những con chuột tội nghiệp, chính là những con gà con được họ chăn dắt vào. Và kết cục như thế nào anh chị đều biết cả đấy. Và để làm cho anh chị có tin ý thì nó phải rắc như anh chị dần 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 đến với cái bẫy đó là nó hô hào cổ phiếu này có lái đấy Tôi có ông anh lái cổ phiếu này Nó sẽ lên 30, 40, 40 đấy Thì bây giờ mới có 15, 20 thôi Mới tăng gấp đôi, gấp ba từ giá năm thôi Thế thì khi nó nói ra như thế Các anh chị không tin vậy chứ đi Nó làm cho vài phiên 10 phiên sau tăng 20%, 30% Rồi 5 phiên sau, 10 phiên sau nữa lại tăng 2, 30, 40% 10%. Thế thì cuối cùng anh chị phải tin Ồ, Thằng này nó lái cổ phiếu đúng đấy, chuẩn đấy. Nó bảo còn lên 40 cơ mà giờ mới có 30, 35 thôi. Vào thôi, vào thôi. Và khi vào đến nơi thì sập bẫy và giả đi. Đấy là sự thật về cái việc cổ phiếu có lái đấy. Rồi tiếp theo, vì sao người ta lại khuyên các anh chị vào cổ phiếu có lãi? Thưa với anh chị, thì vào các cổ phiếu có lái anh chị có thể thấy Tuy số lượng cổ phiếu không quá nhiều nhưng nó giao dịch vài chục triệu thậm chí hàng trăm triệu cổ phiếu mỗi ngày Thì khi vào đó thì dùng margin, khi vào đó thì đánh nhanh, đánh theo giật dây của đội lái Và và dĩ nhiên các anh chị quay vòng rất nhiều Và chuyên gia họ lại được rất nhiều cái phí giao dịch từ cái đó đó Và tiếp theo sự thật tổng kết lại Đối với cổ phiếu có lái, anh chị nghĩ anh chị là ai trong bức tranh này? Anh chị là người điều khiển các con dối hay anh chị là các con dối trong cuộc chơi này? Trong cuộc chơi các cổ phiếu có lái này. Chúng ta hãy thử tưởng tượng xem. Chúng ta là người giật dây kia hay chúng ta là những con dối? Xin thưa mấy các anh chị. Để khi nào lái nó bung ra, đó là khi nó đã gom được hết cổ phiếu giá thấp rồi. Nó nằm trong tay nó rồi Và lúc tăng lên tương đối kha khá Lúc thì nó mới dụ gà vào Và nó điều khiển các anh chị thông qua Việc nó vẽ biểu đồ cho các anh chị xem Nó đánh khối lượng cho anh chị xem Nó vận hành cho các anh chị xem Và khi nào anh chị xem mà anh chị tin ý, Tức là anh chị đã trở thành con dối trong tay nó rồi Và từ đó lúc ý nó mới úp xuống Và và lúc ý chúng ta sẽ trắng tay thôi đấy sự thật là như vậy đối với cổ phiếu có lái đấy chứ không phải cổ phiếu có lái là nó lái lên để nó tặng tiền các anh chị đâu đúng không ạ các anh chị thử tư duy xem có đúng là như thế không đúng không ạ đó và kết cục đối với những người ham hố theo cổ phiếu có lái là họ sẽ được đón noel quanh năm họ sẽ được tặng cây thông gọi là miễn phí anh chị có thể thấy ví dụ KLF đấy Giá gần không nó lên đến vài chục ngàn rồi nó lại về 0,8 Hay là rốt đấy giá lên sàn là 10 nó đẩy lên 200 rồi sau đó lại về 2 Về về 2 Rồi hủy niêm yết rồi về mo Hay FLC Hay MTM hay KSS Hay KSH KSS, KSH, KSH, KSK và hàng trăm cổ phiếu khác ở trên sàn đang trầu trực đang sẵn sàng để hô hào các anh chị vào cổ phiếu có lái nó mới tăng được không có lái thì làm sao tăng được vào đi vào đi Đó, và kết cục là như vậy Đó. vậy thì cổ phiếu không có lái có thực sự là không tăng được hay không đầu tiên nhìn từ tổng quan vĩ mô đi đây là thị trường chứng khoán Mỹ từ năm 1802 đến năm 2012 tức là sau 210 năm kênh cổ phiếu từ 1 đô lên được 705 000 đô đây là đã trừ đi lạm phát rồi thử tưởng tượng anh chị thị trường chứng khoán từ 1 đô đầu tư năm 1802 lên đến 705 000 đô thì là do lái nó lên hay là do kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn tăng các anh chị có câu trả lời rồi đúng không ạ các anh chị có câu trả lời rồi lái nào có thể đánh cổ phiếu tăng hai trong 200 năm được lái nào làm gì có lái nào Lái chỉ có chớp thời cơ nó đẩy lên ngắn hạn rồi nó úp bô vào đầu anh chị thôi Lên bao nhiêu về bấy nhiêu thậm chí lên bao nhiêu còn về sâu hơn bấy nhiêu Nếu không có lái Càng tốt Các doanh nghiệp bài bản chuẩn chỉ Họ cứ thế họ từ từ đi lên Thị trường chứng khoán vẫn từ từ đi lên Tiếp theo Đây là ở thị trường Úc Từ năm 1926 Đến năm 2016 Tức là sau 90 năm Phần này thì chưa trừ lạm phát Thì lợi suất của cổ phiếu Là 11,5% Lái nào đánh được 90 năm Đây là phải dựa vào nền tảng Kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp hay ở Việt Nam chúng ta Tuy rằng trôi sụt quanh 1.200 điểm Nhưng mà lúc khởi điểm năm 2000 có 100 điểm thôi Tức là tăng 12 lần Đây là còn chưa trẻ trái kể cổ tức Nếu kể cổ tức nó lên đến khoảng độ gần 1.900 điểm anh chị ạ Tăng 19 lần Sau 24 năm qua Đây không phải lái đẩy lên đâu Mà đây là do các doanh nghiệp Có nền tảng kết quả kinh doanh tốt rồi Tự nó lên thôi và lái chỉ tác động được đến giá cổ phiếu ngắn hạn để lùa gà, còn về dài hạn thì phải là nền tảng kết quả kinh doanh của doanh nghiệp mới là quyết định được. Tiếp theo đến các cổ phiếu ở Mỹ thì sao? Nếu như ngày xưa các cái doanh nghiệp lợi nhuận vài triệu đô hồi những năm 1900 là cao lắm rồi, một vài triệu đô là cao lắm rồi. Nhưng mà bây giờ nhiều doanh nghiệp lợi nhuận đã tiệm cận 100 tỷ đô một năm. Thì họ có kết quả kinh doanh tăng trưởng như thế thì giá cổ phiếu mới tăng thì mới giúp thị trường chứng khoán tăng được chứ. Trước đây cách đây bong bóng dot com năm 2000 doanh nghiệp lợi giá trị nhất thế giới đâu đó cũng mới có mấy trăm tỷ đô thôi. Đấy là bong bóng dot com đấy. Nhưng đến năm 2023 2024 Apple đã có lúc hơn 3.000 tỷ đô và hiện nay có mấy công ty gần 3.000 tỷ đô bao gồm Apple bao gồm Microsoft Quanh 1 đến 2 ngàn tỷ đô rất nhiều Đó, là nhờ kết quả kinh doanh của họ tốt Hay về quy về các doanh nghiệp Việt Nam thế Sở dĩ Vietcombank được định giá 20 tỷ đô là vì sao? Vì ngày xưa lợi nhuận Vietcom có vài trăm tỷ Năm 200 là 2 nghìn lẻ mấy Bây giờ lợi nhuận Vietcom lên đến 40 ngàn tỷ FPT ngày xưa năm 2002 lợi nhuận có vài tỷ Bây giờ lợi nhuận của FPT Tỷ lên đến gần chục ngàn tỷ Thì vốn hóa FPT 16 tỷ đô chứ Không phải là lái đẩy giá cổ phiếu lên cao như thế được đâu Mà là dựa vào kết quả kinh doanh của doanh nghiệp Đúng không ạ? Đây ví dụ một cụ ví dụ cụ thể đi Nó gắn liền với tên tuổi của AZFIN Việt Nam trong bao nhiêu năm qua Đó là FPT Và AZFIN vẫn còn giữ tài khoản này Vẫn còn giữ cổ phiếu này nhiều anh chị xem được rồi, nhiều anh chị là khách hàng của AZFIN đều biết rồi. Vậy Zephyr nói đến FPT từ cách đây hàng chục năm chứ không phải là vừa mới nói hôm qua. Không phải vừa mới thấy đầu năm 2024 thị trường tăng tốt mà nôi ra nói đâu. Nếu như mua 1.000 FPT năm 2013 giá 36 triệu đồng. Đến năm 2024 tức là sau hơn 11 năm. Cuối 2012 đầu 2013. Sau hơn 11 năm thì sắp tới đến tháng... Năm tháng 6 này FPT sẽ chia cổ phiếu tỷ lệ 15% và 10% tiền Như vậy tổng lượng cổ phiếu Hết năm 2024 này là 6.900 cổ phiếu anh chị ạ à, Mua 1.000 ban đầu Bởi vì có cổ tức cứ tái đầu tư liên tục 6.900 cổ phiếu Chia thưởng liên tục Và cổ tức năm 2024 Không phải 2023 mà 2024 này đạt được 14,61 triệu đồng Từ cái số tiền đầu tư 36 triệu ban đầu nếu như năm đầu tiên chỉ được 2 triệu 2 triệu rưỡi tiền cổ tức thôi Tức là năm 2013 chỉ được 2 triệu rưỡi cổ tức Đến năm 2024 Vẫn cái số cổ phiếu đó Nó đẻ ra cổ phiếu Nó bỏ tiền cổ tức tái đầu tư Thì được cổ tức tới 16,4 triệu đồng Nếu như tỷ suất năm 2013 Chỉ được 7% thôi thì đến năm 2024 này cái tiền mặt cổ tức tạo ra trên cái vốn đầu tư 36 triệu ấy nó đã được gần 40% 40% rồi anh chị ạ 40% tiền vậy thì cổ phiếu này nó tăng giá nhờ cái gì mà thôi nó không niêm yết thì cũng càng tốt thậm chí nó không niêm yết thì rất nhiều nhà đầu tư mua được ngày xưa đã giữ được lâu dài và tăng giá rất nhiều lần Tức là nếu tính giá thì đến bây giờ Mua năm 2013 đến bây giờ nó tăng 20,5 21 lần rồi anh chị ạ Nếu cổ phiếu có kết quả kinh doanh cực tốt giá trị cao Không không tăng giá càng tốt trả sao cả Chúng ta vẫn nhận cổ tức đều chúng ta lại được tái đầu tư với giá rẻ Đấy là phương châm của đầu tư giá trị Còn Lướt sóng ngay theo lái thì bạn phải là tối thiểu là F1 chứ không phải bạn là FN tức là sao tức là bạn phải là người nắm được game cổ phiếu đó trong lòng bàn tay của mình chứ không phải là qua 5-7 người mới đến tay bạn thì lúc ý bạn sẽ là những con gà và sẽ là những con dối để cho họ giật dây mà thôi bởi vậy cho nên là từ năm 2017 đến 2019 thì Azefin đã nghiên cứu và đưa ra phương pháp đầu tích sản cổ phiếu đầu tư giá trị để nhằm giúp các nhà đầu tư có được những cái chiến lược đầu tư bài bản, chuẩn chỉ và hiệu quả trong dài hạn. Thì đây là một nơi hiếm hoi thiên về đầu tư giá trị. Cộng đồng có 6 đến 10 ngàn nhà đầu tư. Có danh sách 40 cổ phiếu giá trị sàng lọc kỹ với ba nhóm cổ phiếu gồm tăng trưởng cân bằng và phòng thủ. Có cân nhắc ngừng mua để nhà đầu tư không mua giá quá cao so với giá trị. Có cân nhắc Bán để nhà đầu tư có thể bảo vệ thành quả cho các anh chị tham khảo Và có cách xác định khẩu vị rủi ro Để các anh chị biết rằng rủi ro mình như thế nào Và có hướng dẫn để xây dựng cái danh mục đầu tư phù hợp với khẩu vị rủi ro Rồi có cộng đồng cùng nhau học tập để nâng cao kiến thức Và không có lùa gạt Đấy là những gì tích sản cổ phiếu đầu tư giá trị mang đến cho các anh chị Nếu các anh chị thấy những cái nội dung này hữu ích Hay uh, like, share và bấm theo dõi kênh để có thể nhận được thêm nhiều những nội dung hữu ích hơn và tiến từng bước đến con đường trở thành nhà đầu tư giá trị. Xin chúc các anh chị thành công. Xin chào và hẹn gặp lại. Nâng tầm kiến thức và chiến lược đầu tư của bạn với những bài phân tích, ứng dụng kiến thức chuyên sâu trong đầu tư khi trở thành hội viên đầu tư giá trị vàng cùng AZFIN Việt Nam.